Xin chào quý vị khán giả của kênh Quảng Ngãi Vlog. Hôm nay kênh xin chia sẻ thông tin tiểu sử của một thanh niên muốn từ bỏ tất cả để đi tu, pháp tu khổ hạnh 13 hạnh đầu đà, giống như thầy Minh Tuệ. Đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội mấy ngày nay. Bạn ấy tên là Bùi Văn Lợi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất miền Tây, cụ thể là tỉnh Cà Mau. Lợi sinh năm 1996, Bính Tý. Năm nay lợi 28 tuổi. Trong gia đình có hai anh em trai, lợi là con trai lớn trong nhà. Nhưng chưa lập gia đình. Gia đình làm nghề buôn bán cá, là chủ vựa cá, đi sang cá cho người ta bán. Hàng ngày lợi phụ với ba mẹ làm việc này. Lúc trước, lợi có đi xuất khẩu lao động ở nước Nga. Qua làm nghề may. Đi được hai năm rồi về lại Việt Nam. Vài năm sau lợi đi nghĩa vụ quân sự hai năm, là lính pháo binh thuộc Trung đoàn 20, ở Hà Tiên. Ngày 15 tháng 7, lợi có ra bến xe Cà Mau để đón xe đi gặp thầy Minh Tuệ. Nhưng khi gia đình phát hiện, đã tìm gặp và đưa lợi về nhà. Rồi khuyên bảo, nếu muốn đi tu thì nên vào chùa tu thời gian. Khi nào nắm vững Phật Pháp rồi đi theo thầy Minh Tuệ cũng chưa muộn. Thế nhưng ở nhà được vài ngày. Đến ngày 22 tháng 7, lợi tiếp tục xin phép ba mẹ đón xe từ Cà Mau lên Long An để gặp đành lễ sư Trí Hải và xin đi tu tập cùng đêm đó lợi tới Long An, mướn xe ôm chạy tìm kiếm nhiều khu nghĩa địa nhưng không tìm được vì không biết nơi ở của sư trí hải. Đến sáng hôm sau, ngày 23 tháng 7, nhờ Phật tử chỉ dẫn mới tìm được nơi ở của sư trí hải. Khi đến nơi, lần đầu tiên gặp sư trí hải, lợi đã xúc động khóc rất nhiều. Nhưng do tình hình hiện tại, lợi là người địa phương khác tới, nên rất khó để ở lại cùng sư trí hải tu tập được. Nên lợi đã trở về lại quê ở Cà Mau hiện tại lợi cũng tự dựng cốc nhỏ trong khuôn viên nhà để tu tại gia cũng đang phát nguyện trì giới khổ hạnh đầu đà miệt mài tìm hiểu các kinh sách như kinh pháp cú kinh địa tạng trước khi đi tìm gặp sư trí hải để xin được ở tu tập trung lợi đã ăn chay được vài năm nay rồi giữ được năm giới đã tập ăn một bữa trước giờ mọ cũng được hơn một tuần gia đình gồm ba mẹ và em trai cũng ăn chay hai hoặc bốn ngày trong tháng Lợi là người có tâm từ bi thuở nhỏ, lúc đó cũng hay nói với ba mẹ rằng, sau này con sẽ đi tu. Đi làm ngoài đường, thấy các con vật ngoài đường bị bỏ rơi, bị giết mổ, lợi thấy rất thương xót, rất tội nghiệp cho chúng. Thấy người già, người khó khăn, lợi hay lấy tiền cho, giúp đỡ họ, khi về mẹ hỏi thì tiền lời buôn bán cá sao hay bị hao hụt, nên bị mẹ la dày hoài. Ước nguyện của lợi là được đi tu pháp tu khổ hạnh 13 hạnh đầu đà giống như thầy Minh Tuệ để giúp ba mẹ chuyển nghề, chuyển nghiệp, giúp mọi người xung quanh không còn khổ đau nữa. Với lòng quyết tâm, tinh tấn tu tập như vậy, mong một ngày nào đó lợi sẽ đạt được ước nguyện của mình. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật